Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng vào sáng ngày 5 tháng 9 tiếp trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Lưu Kiến Siêu ở Hà Nội. Hình ảnh VOA đưa tin. Theo truyền thông nhà nước loan tin cùng ngày, cuộc tiếp diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Theo truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng nói với ông Lưu Kiến Siêu tại cuộc gặp rằng hai đảng Cộng sản và hai nước Việt-Trung duy trì đã phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất vào khi hai phía kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2023. Mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng được giới quan sát nhận định sẽ được hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam lần này. VOA dẫn lời Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin rằng ông Trọng hoan nghênh ông Lưu Kiến Siêu ghé thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước duy trì đã phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất. Cũng đưa tin về cuộc gặp, tờ Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng đánh giá cao sự chủ động tích cực của hai bên để góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Theo VOA, Việt Nam luôn dè chừng trước các phản ứng của Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam thường tiếp đón các quan chức của Trung Quốc trước khi tiếp đón đối tác Hoa Kỳ hoặc đi thăm Bắc Kinh trước khi có chuyến công du tới Washington. Chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Việt Nam hồi tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại Hà Nội. Trước khi đi thăm Mỹ vào năm 2015, ông Trọng đã đến Bắc Kinh để diện kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối tháng trước, ông Trọng đã cùng Đại sứ Hùng Ba lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giáp biên với Trung Quốc. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên với tư cách người đứng đầu nước Mỹ vào ngày 10 tháng 9. Trước khi Nhà Trắng chính thức công bố chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng ông sẽ đến Việt Nam vì Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ với Washington. Hình ảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu ở Hà Nội hôm 5 tháng 9, 2023. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden và nguồn tin từ Hà Nội cho biết về vấn đề khẳng định với Washington Post rằng Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden đến thăm Hà Nội. Reuters cũng đưa tin rằng Mỹ và Việt Nam dự kiến sẽ bỏ qua mức chiến lược để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden, và sự nâng cấp chưa từng có tiền lệ này sẽ đưa Mỹ lên ngang hàng với 4 nước khác hiện đang là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Không có tuyên bố chính thức nào, kể cả Washington và Hà Nội, được đưa ra cho tới lúc này về việc Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất. Sự hợp tác quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Washington và Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 5 tháng 9 kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác ở châu Á. Theo Hoàn Cầu Thời báo, bà Mao nói rằng Mỹ nên bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước khi có thông tin Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam nói rằng ông Biden dường như sẽ cố gắng sử dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này cũng nhận định rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ, Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng đạt được sự cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại Hà Nội, khi gặp mặt ông Trọng hôm 5 tháng 9, ông Siêu được VN Express trích lời, bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai đảng giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như cho biết các cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Chống tham nhũng cần công khai tài sản quan chức. AFA ngày 4 tháng 9 có bài bình luận của ông Phạm Quý Thọ, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam.
Hình ảnh bài viết trên AFA. Bài viết của ông phân tích về chính sách chống tham nhũng của đảng, và ông cho rằng một trong những nút thắt trong việc chống tham nhũng chính là công khai minh bạch tài sản của quan chức. Trong chính sách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ kiểm soát tài sản quan chức, công chức là nội dung quan trọng. Thế nhưng việc thực thi còn mang tính hình thức, thậm chí lãnh đạo cao cấp cũng không gương mẫu. Việc thực hiện không nghiêm đã tạo nên nút thắt khiến hiệu quả chính sách không như mong muốn. Ông dẫn chứng hôm 17 tháng 8 năm 2023, các báo nhà nước đưa tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Lê Đức Thọ, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, vi phạm nghiêm trọng việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Lâu nay, việc kê khai tài sản của đảng viên chủ yếu mang tính hình thức và chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy nhà nước, như vụ lùm xùm lên tận Quốc hội hồi tháng 9 năm 2017 liên quan đến khối tài sản nhờ buôn chổi đót của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái rồi lại chìm xuồng. Hay gần đây nhất hôm 10 tháng 8 năm 2023 là ông Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật đảng vì kê khai tài sản không trung thực, bị cách chức Phó Bí thư chi bộ thanh tra. Nhưng biện pháp kỷ luật hành chính liệu sẽ có và như thế nào? Kê khai tài sản là bắt buộc đối với cán bộ đảng viên lãnh đạo. Trong đó, Đảng Cộng sản nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức là vi phạm nghiêm trọng. Và trường hợp đảng kỷ luật ông Bí thư tỉnh Bến Tre phơi bày nút thắt trong chính sách. Ông này là một trong số gần 200 ủy viên ban chấp hành trung ương của tháp tập quyền chế độ Đảng Cộng sản toàn trị. Trong đó, ở đỉnh tháp là ông Tổng Bí thư, phía dưới là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấu trúc quyền lực như vậy có từ thời Stalin trong mô hình toàn trị Xô Viết. Đặc điểm cơ bản của nó là quyết định tất cả, kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống xã hội từ vận mệnh của quốc gia cho đến mỗi người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế sang thị trường, thì vấn đề tham nhũng khiến cho đảng bị động đối phó. Hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cảnh sát dẫn vào tòa án để xét xử vụ chuyến bay giải cứu tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Phần lớn giới lãnh đạo đảng đã hội tụ thành tầng lớp cai trị giàu có, không thể giải trình nguồn gốc chính đáng tài sản của họ. Mức độ giàu có tùy thuộc vào vị trí quyền lực, lĩnh vực mà họ quản lý và những thủ đoạn tham nhũng trắng trợn. Vụ đại án tham nhũng chuyến bay giải cứu được xét xử tương đối công khai đã cho thấy nhiều điều. Dù mới chỉ là bề nổi qua khai nhận của các bị cáo quan chức đã cho thấy tài sản họ chiếm đoạt từ các nạn nhân đại dịch COVID-19. Tài sản của quan chức được ví như hộp đen không thể giải mã. Tuy nhiên, nhờ xét xử công khai đại án mà công chúng biết được mức độ giàu có do bị lộ của các quan chức và khối tài sản do họ tham nhũng trắng trợn và mang tính hệ thống. Đây chỉ mới là một vụ và tất nhiên, nếu thoát thì số tiền tham nhũng còn khiến tài sản của họ tăng thêm. Và không ai biết rằng, với chế độ quan chức suốt đời, họ bằng các thủ đoạn nhận hối lộ tinh vi, trắng trợn, trong khi thi hành công vụ, các quan chức sẽ giàu có cỡ nào. Trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi thị trường, đảng cần thay đổi cách tiếp cận và kiểm soát tài sản quan chức nếu muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả. Rõ ràng việc công khai minh bạch tài sản quan chức đang là đòi hỏi cấp bách từ thực tế, cần thực hiện thay vì trừng phạt, coi số quan tham, tổ chức đảng suy thoái bị kỷ luật hiện nay bị truy tố là thành tích hoặc kêu gọi họ tự giác rèn luyện, nêu gương đạo đức cách mạng. Cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đó cũng là nguyên tắc mà mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chống tham nhũng cần công khai tài sản quan chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.